Được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã quyết định đề tang chính thức tưởng niệm từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến 24 giờ ngày 21 tháng 7 và quốc tang từ 6 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 7. Ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, Quốc hội Cuba cũng đã dành một phút mặc niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo đã nêu bật tình cảm hữu nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Cuba. Theo truyền thông Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ anh em đặc biệt và tin cậy lẫn nhau giữa Cuba và Việt Nam. Ngày 20 tháng 7, ông Joy Puentes-Sandis, tham tán, phó đại sứ Cuba tại Việt Nam, đã chia sẻ với phóng viên báo Điện tử Vietnam Plus về nỗi tiếc thương vô hạn của cá nhân ông cùng Đảng Quốc hội Chính phủ và Nhân dân Cuba. Một nhân vật vĩ đại trên thế giới, ông Joy Puentes-Sandis nói rằng Đầu tiên tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi hiểu rằng những ngày này đang là khoảng thời gian rất đau buồn đối với nhân dân Việt Nam cũng như đối với tất cả những người đã từng gặp mặt và biết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn chân thành của cách mạng Cuba và các nhà lãnh đạo Cuba, đồng thời là một nhân vật vĩ đại trên thế giới. Trong thời gian ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến được những tiến bộ to lớn mà Việt Nam đã đạt được, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các chính sách đối ngoại ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Đối với tất cả những người cộng sản trên thế giới, đối với tất cả các quốc gia duy trì chủ nghĩa cộng sản như một hệ tư tưởng cho sự phát triển xã hội của họ, Việt Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng các bài viết cuốn sách của đồng chí là một tài liệu tham khảo tuyệt vời. Di sản của đồng chí Nguyễn Phú Trọng hôm nay kết hợp với những lời dạy của đồng chí đã vạch ra con đường đi đến thắng lợi cho sự phát triển của đất nước Việt Nam mà chúng tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ gìn. Đối với chúng tôi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về những lý luận về chủ nghĩa xã hội và về chủ nghĩa cộng sản. Đồng chí là một nhà tri thức nhưng cũng là một chính trị gia đã đạt được những thành tựu thể hiện thông qua sự phát triển mà Việt Nam đang có được. Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng chúng tôi tin chắc rằng tư tưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tồn tại đến thế hệ mai sau. Ông Joy Puentes Sandis nói rằng, trước hết tôi muốn nhận xét rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã có sự năng động hơn trong chính sách đối ngoại, cởi mở và đa dạng hóa hơn trong quan hệ với các nước. Với chủ trương là bạn của tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam tích cực thúc đẩy khả năng hợp tác trên quan điểm đó. Điều này đã cho phép ngoại giao Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, giúp nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã trở thành nguồn tham khảo cho các quốc gia khác. Ngày nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới và có sự hợp tác quan hệ song phương tuyệt vời với nhiều quốc gia ở tất cả các châu lục. Tại Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều uy tín và tiếng nói của Việt Nam cũng đã được nhiều quốc gia lắng nghe. Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ độc lập chủ quyền của Cuba và luôn lên án chính sách cấm vận bất công đối với Cuba. Năm 2005, Việt Nam và Cuba sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 2 tháng 12 năm 1960, ngày 2 tháng 12 năm 2025, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ rất thân thiết, quan hệ của tình anh em. Chúng tôi có thể khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ này trong suốt những năm qua đã được củng cố ngày càng vững chắc. Chỗ dựa cho nhân dân và lãnh đạo Cuba Ông Joy Puente Sandis nói rằng chúng tôi rất biết ơn Việt Nam vì những gì đất nước các bạn đã làm cho chúng tôi trong suốt 65 năm qua. Trên hành trình đó, nổi bật là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn là chỗ dựa cho nhân dân Cuba và các nhà lãnh đạo Cuba. Ngày 20 tháng 7, theo thông báo từ Ban lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang diễn ra trong hai ngày, ngày 25 tháng 7 và ngày 26 tháng 7. Cùng ngày, Đại tá Võ Hà Đô, Nguyên trưởng ban tuyên giáo Hội cựu chiến binh tỉnh Cà Mau đã trang trọng đặt di ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn thờ ngay tại nhà của mình tại phường 9, thành phố Cà Mau ông đô cùng các cựu chiến binh địa phương đã thắp hương tưởng nhớ bày tỏ niềm tiếc thương vị lãnh đạo đảng hết lòng vì dân vì nước đại tá võ hà đô chia sẻ bác nguyễn phú trọng là vị lãnh đạo tài năng của đất nước trong các nhiệm kỳ làm tổng bí thư bác trọng đã có phần đưa đất nước phát triển đi lên với tấm lòng của người con quê hương cà mau nơi cực nam của tổ quốc tôi cùng anh em cựu chiến binh lập bàn thờ để thờ bác trọng Ông Đô nói tiếp, chúng tôi sẽ biến đau thương thành hành động, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thế hệ cán bộ nối tiếp, quyết tâm cống hiến góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Theo đại tá Võ Hà Đô, vì điều kiện xa xôi, không thể về Hà Nội dự lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh em cựu chiến binh địa phương đã lập bàn thờ để sớm hôm thắp hương ghi nhớ công ơn vị lãnh đạo của đất nước. Ông Nguyễn Ngọc Ngưng, hội cựu chiến binh khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau cũng cho biết, khi hay tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, ông rất buồn. Theo ông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đáng kính trong lòng người dân. Ông Ngưng cũng đến nhà đại tá Võ Hà Đô cùng lập di ảnh thắp hương trên bàn thờ để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của mình với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Ngưng nói, mai mốt chắc chắn sẽ có thêm nhiều người dân đến đây thắp hương thể hiện lòng biết ơn dành cho bác Trọng. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Lào, ngày 20 tháng 7, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Thành hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn đã gửi thư chia buồn với gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ niềm tiếc thương. Bức thư của Tổng hội Người Việt Nam tại Lào có đoạn Sự ra đi của bác, đất nước mất đi một người con ưu tú, đồng bào trong và ngoài nước mất đi một nhà lãnh đạo trung kiên kiệt xuất. Trong ký ức của Kiều Bào, hình ảnh Tổng bí thư luôn được nhớ đến là một người mẫu mực nhưng cũng vô cùng giản dị sự quan tâm và những chia sẻ quý báu của tổng bí thư đã củng cố mạnh mẽ tình đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau hướng về quê hương cội nguồn đặt niềm tin vào đảng và nhà nước hình ảnh và nhân cách của tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn cho đồng bào trong và ngoài nước việt nam bức thư của thành hội người việt nam thủ đô viêng trăn viết kiều bào tại lào đặc biệt là tại thủ đô viêng trăn là một trong những cộng đồng vinh dự được nhiều lần đón và gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng người luôn dành sự quan tâm và tình cảm lớn đến kiều bào mỗi khi thăm và làm việc tại đất nước lào anh em trong ký ức của kiều bào hình ảnh tổng bí thư luôn được nhớ đến là một người có nhân cách lớn mẫu mực nhưng cũng vô cùng giản dị sự quan tâm và những chia sẻ quý báu của tổng bí thư đã củng cố mạnh mẽ tình đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau hướng về quê hương nguồn cội và niềm tin vào đảng và nhà nước trong lòng mỗi kiều bào tại thủ đô viêng trăn nói riêng kiều bào tại lào nói chung hình ảnh mẫu mực và nhân cách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó, các cộng đồng kiều bào tại thủ đô Viên Trăn tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường lớn mạnh như mong mỏi của Tổng bí thư lúc sinh thời. Chiều tối cùng ngày, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Viên Chăn đã đến chùa Phật Tích ở thủ đô để làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng thương kính và niềm tiếc thương đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia sẻ với phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Lào, bà Ma Thị Kim Cương không khỏi xúc động khi nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Bà kể, nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời chiều ngày 19 tháng 7 sau khi bà lên chùa lễ Phật xong. Là người Việt Nam, bà cảm thấy rất buồn vì một nhà lãnh đạo lớn của dân tộc của đất nước Việt Nam đã ra đi mãi mãi. Bởi vậy, ngay từ sáng sớm ngày 20 tháng 7, bà Cương và rất đông các Phật tử đã có mặt ở chùa để cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị nơi để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng những cảm xúc như bà Cương, bà Nguyễn Thị Kim Hoa cũng cảm thấy rất bàng hoàng và xúc động, vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, trụ trì chùa Phật tích thủ đô Viêng Chăn, bày tỏ sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn cho dân tộc Việt Nam. Tất cả việc làm của các tăng ni Phật tử đều xuất phát từ tấm lòng, xuất phát từ tâm. Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ mong muốn người dân Việt Nam cùng biến nỗi mất mát thành hành động cụ thể, toàn dân toàn đất nước cùng nhau đoàn kết như bác Hồ đã dạy đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, đó cũng là nền tảng để giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Để tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng với một người con ưu tú của đất Việt, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, các tăng ni Phật tử đã cùng nhau tụng kinh cầu siêu và thành kính dâng hương để tưởng nhớ tới công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cả đời vì nước vì dân. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7, giờ Bắc Kinh, tức 15 giờ cùng ngày giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự lễ viếng còn có các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc gồm Thái Kỳ, Vương Nghị và một số người khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó tiến vào sảnh tổ chức lễ viếng, nơi treo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước di ảnh có đặt vòng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc khác gồm ông Lý Cường, ông Triệu Lạc Tế, ông Vương Hộ Ninh, ông Thái Kỳ, ông Đinh Tiết Tường và ông Lý Hy. Ngoài ra còn có vòng hoa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chính phủ, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Quân ủy Trung ương và Ban liên lạc đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, đoàn thể nhân dân liên quan gửi đến. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến đến và dừng chân mặc niệm trước di ảnh của Tổng bí thư Chí Nguyễn Phú Trọng. Ông cúi người ba lần trước di ảnh và ghi sổ tang theo tân hoa xã của Trung Quốc. Phát biểu với đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tổng bí thư đã cả đời cống kiến cho Đảng và đất nước Việt Nam, cống kiến cho nhân dân Việt Nam, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước Việt Nam. Hơn 10 năm qua, tôi và đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc mật thiết, đã kết nên tình đồng chí nồng thắm. Sự kiện mang ý nghĩa cột mốc là năm ngoái, chúng tôi cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khiến chúng tôi mất đi một đồng chí thúc đẩy quan hệ Trung Quốc Việt Nam và đồng hành trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, khiến chúng tôi vô cùng thương tiếc. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp kiệt xuất của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành cho quan hệ hai đảng, hai nước và sự nghiệp phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, ông tập cận bình bày tỏ. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết việc Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chia buồn tới Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trong những giờ đầu tiên đã thể hiện sự coi trọng cao của Đảng. Nhà nước Trung Quốc dành cho quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Điều này cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược. Bày tỏ sẽ tiếp tục cùng với phía Trung Quốc quán triệt thực hiện nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư, sẵn sàng cùng Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định và bền vững theo định hướng sáu hơn cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược